Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội. Trên cơ sở gợi ý tại báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau. Thứ nhất là tôi thống nhất luật thực hiện dân chủ cơ sở có một chương riêng quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ tại các tổ chức có sử dụng lao động. Trong đó bao gồm cả doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Tuy nhiên, đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu để xây dựng các quy định phù hợp hơn về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ tại các tổ chức có sử dụng lao động, nhất là đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, khu vực ngoài nhà nước. Để đảm bảo quyền lợi ích, sự năng động và tính chủ động của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, không tạo thêm gánh nặng sức ép đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động ngoài khu vực nhà nước. Thứ hai, về một số nội dung cụ thể của dự thảo luật, tôi thấy quy định tại Điều 11 dự thảo luật về những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai còn có sự trùng lắp chồng chéo với quy định tại các luật khác. Ví dụ, khoản 10 Điều 11 dự thảo luật quy định công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực tham nhũng của cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tôi thấy những nội dung này đã được quy định công khai theo pháp luật về thanh tra và pháp luật về phòng chống tham nhũng. Do đó, theo tôi, những nội dung đã được quy định tại các luật khác thì không cần thiết phải quy định lại. Trong trường hợp này, có thể dẫn chiếu quy định của các luật khác có liên quan. Khoản 1 điều 92 dự thảo luật dự kiến quy định trường hợp luật khác ban hành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có quy định cụ thể về nội dung, hình thức, thời hạn, trình tự, thủ tục công khai thông tin trong các lĩnh vực cụ thể thì thực hiện theo quy định của luật đó. Tôi thấy nội dung quy định này cũng cần được nghiên cứu thêm, cần xem quy định như tại dự thảo luật này đã đảm bảo thực hiện đúng theo nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 156 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hay chưa. Về văn bản của cộng đồng dân cư có nội dung trái pháp luật, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội quy định tại Điều 22 dự thảo luật, tôi thống nhất quan điểm trường hợp văn bản của cộng đồng dân cư có nội dung trái pháp luật thì cần phải bãi bỏ ngay để tránh các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền làm chủ và lợi ích hợp pháp của người dân. Sau khi văn bản có nội dung quy định trái pháp luật bị bãi bỏ, nếu ở cộng đồng dân cư đó cần có văn bản để quy định về vấn đề này thì Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã yêu cầu và hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng văn bản mới để thay thế văn bản có nội dung trái pháp luật đã bị bãi bỏ. Vấn đề cuối cùng là về biện pháp để đảm bảo cho việc thực hiện dân chủ cơ sở có hiệu quả. Tôi đề nghị bổ sung và làm rõ hơn quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở vào dự thảo luật. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.